hai cái tư duy sai lầm trong mixing mình thấy rằng là hai cái sai lầm này là hai cái sai lầm mà rất nhiều bạn mắc phải và thậm chí là có những bạn làm nhạc khá lâu rồi hai ba năm rồi có khi vẫn bị mắc phải và đương nhiên rằng là bản thân mình ngày xưa mình cũng mắc phải chứ không phải là không đấy nếu như là mình biết được hai cái lỗi này ở trong mixing thì mình tránh được nó thì cái nhạc của mình nó đã hay hơn rất là nhiều rồi Cái lỗi đầu tiên ở trong mixing đấy là mọi người cứ đi học mixing, mọi người cứ đi tìm hiểu các cái plugin rồi là kỹ năng rồi là làm cái này làm cái kia và mọi người nghĩ rằng là có thể mixing tất cả các cái sao nó trở nên ngon được. Cho nên là mọi người sẽ không tập trung vào để chọn sao mà mọi người sẽ đi học cách mixing chứ không mọi người không đi tìm tìm sao, không đi chọn sao. Thay vì cái việc là bây giờ mình cứ phải đi học ờ uh, EQ rồi là compressor rồi là reverb delay các thứ ấy thay vì thế nhá thay vì mình cứ lên trên Google mình tìm các cái đấy các bạn bỏ thời gian ra mà các bạn đi tìm những các cái bộ xe một bách nó chất lượng các cái sao tiếng mà nó nó căng nó hay ấy, thì các bạn chỉ cần bê về và các bạn kéo vào trong phần mềm thôi là bài nhạc của mình nó đã hay và nó đã rất là đỉnh rồi chứ đừng có đi tìm đừng có mất thời gian để lên trên mạng để tìm những các cái gọi là uh, kỹ năng về mixing rồi là sửa bất cứ các cái sao một cái sao bất kỳ nào đấy có rất nhiều các cái mà các cái 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 project mình chữa cho nhiều bạn học viên rồi là mình chữa cho anh em bạn bè nhiều người người ta gửi cho mình thì mình mở lên mình thấy rằng có một cái vấn đề đấy là à, nó có một cái vấn đề đấy là các bạn chọn sao rất kém các bạn chọn kiểu chọn kiểu không có chọn chọn lựa ấy không lọc gì cả mình cứ mình cứ cứ thế mà mình cứ bê vào sau đấy là mình thêm eq này com này xong rồi là một đống các hiệu ứng vào xong rồi cuối cùng là cái bài nhạc nó vẫn nghe nó vẫn chả ra gì cả nghe nó bảo là không hiểu tại sao mà mình đã mixing các thứ rồi mà nhưng mà nó nghe nó vẫn là rất là chán thì mình mình các cái project đấy mình chỉ chữa một là mình thay cái sao ví dụ kiểu thay sao kích của tay thay cái sao snare thôi bài hài bài nhạc nghe nó khác hẳn rồi đấy thì bí quyết ở đây nó chẳng phải gọi là cái gì đấy gọi là quá ghê gớm cả nhưng mà nhiều rất nhiều người bị sai và ngày xưa ấy mình mình cũng không đi tìm uh, kiếm các cái bộ xe màu bách mà mình cứ đi uh, sử dụng đi sử dụng lại một vài bộ hay là mình uh, không tìm được cho nên là mình sẽ cố chèn cái sao đấy vào và mình mixing để cho nó thành cái đấy nhưng mà thực tế là nó không được như thế đấy là một trong những cái mà cái sai lầm đầu tiên mình nghĩ rằng rất nhiều các bạn newbie và thậm chí là các bạn trên newbie bây giờ một chút thì các bạn vẫn có thể là bị bị lỗi, mắc cái lỗi này mình mong rằng là từ bây giờ các anh em hãy bỏ thời gian ra để đi tìm các bộ sample chất lượng cho nó tốt cho nó hay thì mình sẽ đỡ về mixing rất là nhiều luôn Xuân Thọ hỏi là nghèo sample làm thế nào đúng không? Bây giờ các cái bộ sample bây giờ nó nói thật ra là các cái bộ sample bây giờ nó free nó rất là nhiều các bộ sample free ấy, nó vẫn khá là ngon chứ không phải không và cái thứ hai đấy là cái bộ các bộ sample hiện nay ấy, nó khá giá nó khá là rẻ mà nó có đâu đó khoảng uh, 20 đô mình tính ra khoảng là ba bốn trăm nghìn gì đấy thì nó không phải là cao thật sự nó không phải là cao ba bốn trăm nghìn nó chỉ bằng mấy cốc trà sữa của các bạn bây giờ đi uống thôi chứ có đâu phải là nhiều đâu mà bảo là nó nó cao đến mức độ gọi là mấy triệu mình không không có tiền mua được hoặc không thì cứ đi tìm các cái bộ free thôi mình thấy nhiều cái bộ free bây giờ nó đã rất là chất rồi thường như các bộ sao ngon thì nó sẽ là các cái bộ sample nó mới các bộ sample mới thì là công nghệ này sản xuất này rồi là mic thu âm này tất cả mọi thứ máy móc nó được tốt hơn cho nên là người ta các cái nhà sao design ấy họ cũng sẽ làm ra được là những cái bộ sample nó chất lượng hơn là ngày xưa. Đấy, cho nên là những cái người mà người ta làm được nhạc hay mà từ cái năm mà 2010 hay 2012 ấy, thực sự họ rất là đỉnh bởi vì hồi hồi đó thì không có nhiều bộ sample như bây giờ để để cho chúng ta dùng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái sai lầm thứ hai mà mình thấy rằng là rất nhiều các bạn mắc phải Đấy là cái việc các bạn Rất nhiều bạn mixing gọi là mixing bừa Cái mục tiêu của các bạn nó không phải là Cái bài nhạc này nó hay nữa Mà là cái mục tiêu của là cái bài nhạc này nó khủng Khủng ở đây định nghĩa khủng của một số bạn đấy là Cái bài nào ấy mà nó càng nhiều mixer Tức là bình thường ví dụ có khoảng là 10, 20, 20 mixer thôi chẳng hạn Thì đây nó có thể lên đến 50 mixer hoặc là 100 mixer và trong mỗi một mixer đấy thì lại chèn một đống plugin vào. Thì cái việc mà sử dụng quá nhiều plugin như thế. Đôi khi là mình còn mình còn kiểu là mình còn không biết là mình 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 chèn cái đấy vào để làm gì ấy. Nghĩ rằng là mình cứ chèn càng nhiều plugin vào thì nhạc nó sẽ hay hơn. Đấy, mình cứ sử dụng nhiều các cái các cái plugin nó không cần thiết thì có hai cái vấn đề nó sẽ gặp phải khi mà nếu như mình bị cái cái như thế. Một đấy, đó chính là mình chưa biết là nó có hay hay không nhưng mà trước mắt nó là nó tốn RAM và nó tốn cpu đấy, nó rất là tốn tài tài nguyên của máy tính nó làm cho cái project của mình nó nặng hơn nó bị làm cho cái công đoạn mình preview mình nghe ấy nó bị rất là giật nghe rất là khó chịu cá nhân mình mà mình nghe cái bài nhạc mà nó cứ bị kiểu rè rè vỡ vỡ ấy mình rất là ghét cái tác hại thứ hai ấy đấy là nhiều khi nhá <laughs> cái sao mà mình đã chọn cái sao mình chọn nó đang rất là hay rồi nhưng mà lại vô tình mình lại chèn các cái um, Plugin vào và mình chỉnh chỉnh, thế tự nhiên cái sau đấy nó đang nó đang hay thì tự nhiên nó lại thành dở, nó gọi là chữa lợn lành thành lợn què đấy. Bình thường cái tiếng kích nghe nó rất là êm, nghe rất là ấm, căng như thế. Tự nhiên mình cho cái EQ vào, sau rồi mình cắt đi nó mỏng, dính. Tự nhiên cái tiếng kích của mình nghe nó mất độ căng đi, hay là cái vo cổ thế, cái vo cổ nó đang kiểu giọng người ta đang rất là ấm, tự nhiên mình EQ mình cắt hết tất cả các cái tần số lâu đi làm cho cái giọng người ta nghe nó rất là mỏng thế tự nhiên là là cái giọng người ta đang rất là hay và mình lại phá cái giọng người ta đi đấy có một số trong trường hợp nhiều bạn rất là là sáng tạo đấy, thì các bạn lại cho gọi là reverb vào tiếng kích chẳng hạn hay là các bạn gọi là sai trên tiếng snare chẳng hạn thì những các cái đấy mình cũng không hiểu để làm gì nhưng mà uh, mình nghĩ rằng là cũng sẽ có nhiều bạn thử thôi bản thân mình ngày xưa mình cũng từng rất là uh, thử những các cái kiểu kiểu như thế thì mình nghĩ rằng là tốt nhất bây giờ nha nếu như thực sự mình không biết là mình đang mix để làm cái gì thì tốt nhất là đừng có mix để nguyên đi thì các bạn chỉ vặn cái mức âm lượng làm sao để cho nó cân bằng cho với nhau ấy là hay nhất rồi chứ các bạn đừng có mixing bừa ví dụ như là cái tiếng vocal thì có thêm reverb chẳng hạn ở cái đấy thì chắc chắn là ở chắc không không sai được đâu mình cho vào còn các cái gì mà mình không biết nó là cái gì Và mình không biết nút đấy để làm gì Thì tốt nhất là đừng có động vào Bởi vì động vào ấy Cái tỷ lệ mà nó hay hơn nó rất thấp Đôi khi là nó 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 thường nó sẽ bị gọi là phá hơn Ờ, ừ, có nhiều bạn reverb vào, vào, vào sắp luôn Nhưng mà khi mà các bạn học xong là cơ bản mixing rồi Các bạn biết rất rõ về mixing rồi Thì lúc đấy mới đến cái bước gọi là sáng tạo về mixing Tức là có thể bạn sẽ chèn cái tiếng uh, delay vào tiếng kích chẳng hạn hay là chèn reverb và kích chẳng hạn trong một số trường hợp thì nó sẽ làm ra cái sự nổi bật rất là hay nhưng mà mình nghĩ rằng là tất cả các cái trường hợp mà nó phá cách về mixing như thế thì nên ở cái giai đoạn sau tức là cái giai đoạn mà sau khi mình đã rất là giỏi về mixing rồi mình đã thành thạo về mixing rồi thì bắt đầu mình mới sáng tạo về mixing chứ còn bây giờ mình chưa biết cái gì về mixing cả thì tốt nhất đừng có sáng tạo bởi vì là kiểu gì sáng tạo sẽ thành phá đấy <laughs> đấy là cái sai lầm thứ hai mình mình thấy là rất nhiều bạn à, dính phải thì miễn sao bây giờ những bạn mới ấy mình nghĩ rằng các bạn tránh cho mình hai cái tư duy này thôi thì đảm bảo luôn là cái nhạc của mình nó sẽ hay hơn rất là nhiều rồi chứ chưa cần nói là các bạn cần phải có được các kỹ năng gì à, còn rất nhiều các cái tư duy khác nữa các cái tư duy khác ở trong mixing nữa thì đấy là các cái kiến thức nó nó